con quý vị Hồng Hải chuyên bóng, đây là ruốc đánh đâu. Đội trưởng bên phía Đông Bắc phà sút thẳng đứng trước quả phạt, hiện tại đang là Quang Tuấn xuống đáy, vẫn là pha cứu thua của Gia Huy. Phản công dành cho bên phía Đông Bắc. Xuân Quý rất đáng tiếc cho pha đệm bóng vừa rồi. Một trung vệ Hoa Lẩn, một pha tỏa sáng không khác gì một bàn thắng của Hoa Lẩn. Giúp bánh kem tiếp tục là một pha lắc đầu, trọng tài đã cho rằng bên phía Hồng Hải họ sẽ nhận được qua pha góc. Giúp bánh kem những pha chơi bóng cực kỳ mạo hiểm các cầu thủ bên phía Hồng Hải. Đây là Thắng Ẩu, phản công dành cho bên phía Đông Bắc. Hoàng Viên sút bóng, một pha sút bóng. Văn Trường hiện tại đến vòng thứ 5 rồi, và tuần vừa rồi chúng ta đã chứng kiến thì vẫn chưa hề tốt. Giúp bánh kem sút bóng. Xin kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng trở lại với hiệp 2 của trận đấu giữa Hoa Lẩn. Tiến Cu Ti ở liên tiếp là hai cú sút của Tiến Cu Ti. Quân Lê, một pha sút phạt cực kỳ nguy hiểm. Tiến Cu Ti phá đỡ bóng bước một, tà lồng cực kỳ điệu nghệ của Tiến Cu Ti. Ngọc Phạm chơi cực kỳ kỹ thuật của bên phía Đông Bắc. Tiến Cu Ti ruốc bánh kem, tỷ số là 1-0 dành cho bên phía Hồng Hải. Một pha chuyền bóng không khác gì một kiến tạo của trung vệ bên phía Đông Bắc dành cho Tiến Cu Ti, và ngay lập tức Tiến Cu Ti đã có một pha chuyền bóng dọn gỗ. Giúp bánh kem Tiến Cu Ti. Liên tiếp là những pha đi bóng của Giúp bánh kem qua 3 rồi 4 cầu thủ của bên phía Đông Bắc. Và ngay lập tức thì trọng tài Hoàng A Cương đã rút ra một chiếc thẻ vàng. Sân nhà của mình để bảo toàn tỷ số là 2-0. Thì những pha chuyền dài rất tốt. Đây là Quang Tuấn, vẫn là Quang Tuấn. Nguy hiểm. Bóng chạm xà ngang trong bóng vừa rồi, một pha phản công. Đây là Văn Đại sút bóng, một pha sút bóng cực kỳ mạnh của quân Bì. Hoàng Nam và pha bóng vừa rồi cũng là pha bóng cuối cùng của trận đấu chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Tỷ số cuối cùng là 2-0 nghiêng về bên phía Hồng Hải. Các cầu thủ ghi bàn của bên phía Hồng Hải